Vậy sao nãy rồi? Ê đừng có ấy xuống, ra xuống giờ. Ghê vậy. Ê, à, cá bự chưa? Quá bự luôn. Bàn tay sữa không hề hứng gì con cá hết trơn cả nhà. Đâu ở luôn rồi cái mai. Cái cây thọt vô con. Okay. Đây. Trời đã quá biết rồi. Để gần gần nhớ một em rồi quên. Để sao quá. Đâu giờ để sao nó rồi. Rồi bỏ cá vô. Ấy lên. Nè quay cho nè. Đưa chứ mà. Tay. Rớt lên. Nè nó đái đó kìa. Nó đái nữa nè. Đập con nào cũng đái. Ôi, 5 ngón nha các nhà. Đúng cái chuyện. Rồi, bỏ vô đi. À. Quá trời. Cái này về lá cổ tưới. Mình sẽ ốp cá nha các nhà. Cá mình đã mừng sạch rồi. Giờ mình ốp mình kho nha các nhà. Bữa nữa bữa nó bự ngọt nha cái nhà. Muỗng đường. Khoảng 2 muỗng nước mắm nha cái nhà. Thì con đều ướp trong vòng khoảng 15 phút cho mình kho như thế nhà. Cắt ớt với hành lá vô nữa cả nhà. Bỏ hành lá vô cái này, ướp cho nó thơm quá nha. Chờ lượng nó đó mình kho gần chín xong mình bỏ vô. Để cho thấm trong vòng 15 phút mình kho nha các nhà. Vừa mình thấm nước mà mình kho cá nha các nhà. Chảo nóng mình đổ dầu vô cả nhà. Rồi mình sẽ bỏ đồ vô mình thấm nước mặn cả nhà. Yeah.
Nếu mà mình được mình kho cá nha các bạn. Gì? Mình cắt gì? Trong đây nè. Dưới nè. Dưới đây nè. Đổ đi của ai vậy? Mẹ con mình. Ừ. Có điện hả? Ừ. Đổ nước vô nha cả nhà. Cò cá với cua rồi luôn nha cả nhà. Mình sẽ chờ chiếu bột nghệ vô nha cái nhà. Cá mình cũng nó chín rồi nha cả nhà. Giờ mình dọn ra mình ăn nha cả nhà. Để mời cả nhà thưởng thức chung với mình với team mình nha cả nhà. Đây cá mình kho cũng nó chín nha cả nhà. Với lại đây mình ăn kèm với cà pháo với lại rau muống bào nha cả nhà. Chấm với cá nha cả nhà. Đây mình mới nấu cơm nè cả nhà ơi. Cơm còn nóng hổi luôn. Mời cả nhà ăn cơm với team mình nha. Mời chốt ấy ghi mẹ cái nước ấy. Mấy đứa mời cả nhà ăn cơm nè. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Rồi, đất luôn. Không đã vô hả? Rồi, ăn đi mấy đứa ơi. Trời ơi. Đẹp luôn. Đây. Từ từ rồi ăn. Mời từ từ. Đây. Mùi lá dứa. Gì mùi lá dứa hả? Trời. Đây. Đúng rồi, mùi lá dứa. Nãy chạy. Nãy cậu ướp dí một cái chạy quá trời luôn. Ăn đi. Còn nồi cơm đây nè. Mời cả nhà cùng ăn với cơm không. Mời cả nhà cắt chút nha. Cùng nóng hỏi luôn, giờ thổi về ăn luôn cả nhà ơi. Cá chốt ngon lắm nha cả nhà.
Rồi ăn đi. Cơm ăn câu nào dẻo con đó nha, đừng gấp tùm lum để nó bể cá rã ra hết á. Được không? Tùm mấy quá ngon, quá chục sốt được rồi. Ừ. Cho sữa ăn cho màu lớn. Để câu dính nhiều cá cho cả nhà cùng thưởng thức, cùng xem. Cái nồi á, cái nồi đấy. Ăn đi. Ăn đưa vô camera mời cả nhà. Camera mời. Quá giòn. Này bây giờ trứng. Ngon. Không có trứng hả? Có. Cái gì? Cái trứng. À, trứng trứng nhỏ. Có con cái trứng. Bỏ ba bầu. Đủ. À, có cái gì? Ôi có trứng nè. Cái gì? Cái gì? Ui, có trứng rồi nữa ta. Có. Cái gì? Nãy ta thấy đâu có đâu. Thôi nước. Ừ, chấm rau rồi. Thôi nó. Bắn giùm đi. Được của nó. Ừ, cái nhà. Ngồi xong nước không? Ừ, để. Mấy đứa nào ăn rau được không? Ăn rau được gấp ra không? Được. À. Mẹ ơi. Ê, 6 giờ tối chưa có cái đèn được. À. Sao tối chưa được cái chén lên. Đó. 3 giờ sáng ngồi xuống đi. Giờ nó bị. Cái gì? Bị gì? Ừ. Rồi xếp ra đây ơi. Về nó trốn hàng thằng con leo lậu trốn lên. Chứ. Tưởng gì có gì. Đậu Út mà cầm cái cây cỡ vậy sao không sợ. Tưởng gì đó nữa chứ. Đậu Út còn chạy nữa. À, cái nhà, có đôi khi cái nhà. Ở nhà ăn cơm với mình nha. Ừ. Ừ. Thương giống nồi. Cá quá béo rồi. Cá béo rồi. Kho nước nhiều lắm chấm rau này. Ngon. Gấp gấp mở cái tô luôn. Ừ. Ăn thử con cua nha cái nhà. Đây cái nhà. Nè kem, review nửa con cua. Béo. Mất luôn ăn quá đã luôn. Ai uống xong rồi bơm lại đầy cái tô nữa. Ai uống là bơm đầy thôi. Không cho ăn để đó. Ai là ăn. Ai muốn uống uống. Ai uống nhiều uống rót nhiều thôi. Đừng có uống chừa. Tắm nửa ca. Ngon không? Rất là tròn luôn. Nè. Thôi, để giữa cho nó ăn uống luôn.
uống là uống hết luôn. Chỗ mình câu chỗ mà cái nhà ăn cơm với mình nha. Chỗ sáng câu á hả? Ừ. Cái chỗ mà có cái đồi với cái chân cá hả chú? Ừ, đúng rồi. Đó là chân cá. Cái đồi chấm hỏi cái đồi. Ngay ruộng á, cặp ruộng á. Quá. Nào anh nhảnh. Kéo về bên Mai cậu một bữa. Ừ. Ngày mai đi nữa hả? Mai thứ hai mà đi vậy? Chiều. Chủ nhật á, chủ nhật á. Chủ nhật. Chủ nhật còn sao á? Đây, chấm rau quá nè. Ngon quá nhà. Tại khu bên Mai không ai bắt. Ít bắt. Còn mấy cái ruộng á cô. Cái khu bên đó tàn phát quá rồi. Mấy cái ruộng á, cá bụng mấy ruộng đừng. Cho nó ăn con này. Quá tuyệt vời. Con quẹo gắt. Không cay thì mà, đâu cay đâu. Đâu có ớt à, làm gì cay đâu. Mà ăn rồi, ăn uống nước. Rửa ăn rồi mà con. Rồi vậy coi. Ngày mai mày lấy cái, mày lấy cho nó có gì rồi. 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 Sữa hết con cá luôn. Video mình đến đây xin kết thúc nha cả nhà. Nếu cả nhà thấy video hay, ý nghĩa xin hãy cho mình một like, đăng ký kênh và một chia sẻ nha cả nhà. Giờ thì cả team mình chào tạm biệt cả nhà nha. Bye bye cả nhà.